Các bạn, mình tên là Nguyễn Ngộ Phương Anh. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách xếp con thỏ nha. Thì những nguyên liệu các bạn cần là một tờ giấy hình vuông. Tiếp theo các bạn sẽ gấp đôi nó lại thành hình tam giác. Các bạn mở nó ra, để ngang lại, rồi gấp vào thành hình tam giác nữa hai các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ mở nó ra và gấp đôi lại thành hình chữ nhật ha. Mở ra, lật ngang lại, gấp về. Rồi cái miệng mở nó ra và gấp hai bên này vào để thành một tam giác ha. Đó, như thế này nè. Và đè hai bên này xuống. Rồi bây giờ phần này các bạn sẽ gấp nó lên, gấp lên đây ha. Và bên này cũng vậy. Đây bạn để nó qua đây. Bạn lật qua đằng sau và để lên. Rồi các bạn sẽ để cái này qua đây và gấp nó lên. Gấp cái góc và ngay phần giữa đây ha. Gấp góc và ngay đường đây. Tôi sẽ để lại, lật qua bên này và gấp tiếp tục. Cái miệng mở nó ra, lật qua mặt này ha. Tiếp miệng sẽ gấp qua hai bên đây. Chúng ta sẽ dán nó vào, mở phần này ra ha các bạn và dán vào bên trong. Rồi phần này các bạn sẽ lật qua đằng sau, lấy chỗ này gấp lên. Rồi bên này cũng vậy. Để nó lên. Rồi phần này các
miệng mở nó ra và đè xuống. Này cũng vậy ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ vẽ mặt cho con thỏ của chúng ta ha. Thì bây giờ mình sẽ để lại là cái hình như thế này. Và mình sẽ mở hai phần bên này ra. Đây. Và vẽ hai con mắt. Mình sẽ lật qua đằng sau và vẽ một con mắt nữa. Bây giờ mình sẽ vẽ miệng ha. Xem thử nhé.